Thầy chào tất cả các em. Trong video này, thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải các bài tập về giao thoa song cơ. Và chúng ta đến với giảng bài tập tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất từ cực đại hoặc cực tiểu giao thoa đến nguồn. Đối với cái giảng bài tập này thì chúng ta có phương pháp giải như sau. Thầy xét một bài toán tổng quát như sau. Ta có bài toán số 1. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1, S2. Gọi M là điểm nằm trên đường vuông góc với S1, S2 tại S1, dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu. Đề bài yêu cầu chúng ta là đi tìm giá trị lớn nhất của S1M hay tìm giá trị nhỏ nhất của S1M. Đấy, chúng ta có đề bài như vậy. Bây giờ chúng ta có thể vẽ cái hình biểu diễn các cái điểm hay các cái nguồn S1, S2 và điểm M để cho dễ hiểu hơn. Đây, chúng ta giả sử chúng ta có hai nguồn kết hợp S1, S2. Đây là hai nguồn S1, S2. Trường hợp này là thầy vẽ hình với trường hợp hai nguồn cùng pha. Và người ta cho chúng ta một đường thẳng này, một đường thẳng vuông góc với S1, S2 tại S1. Đây, cái đường thẳng đỏ đỏ này là cái đường thẳng vuông góc S1, S2 tại S1. Và đề bài yêu cầu chúng ta là tìm trên cái đường thẳng này điểm M mà nằm trên cực đại hoặc cực tiểu, sao cho S1M là lớn nhất, S1M là nhỏ nhất. Thì bây giờ chúng ta giả sử chúng ta xét trường hợp là điểm M nằm trên cực đại. Điểm M nằm trên cực đại. Đây, với các vân cực đại thì chúng ta biết các vân cực đại là các đường hyperbol, đúng không? Hyperbol. Và nếu như điểm M nằm trên cực đại thì S1M này sẽ lớn nhất khi M nằm trên cực đại thứ nhất kể từ vân trung tâm. Đấy, cái điều mà các em phải lưu ý cho thầy này. Điểm M nằm trên cực đại thì S1M sẽ lớn nhất khi điểm M nằm trên cực đại thứ nhất kể từ vân trung tâm. Đấy, thấy chưa? Còn điểm N này nằm trên cực đại và S1N này sẽ nhỏ nhất khi điểm N này nằm ở vân cực đại ngoài cùng kể từ vân trung tâm. Đấy. Từ hình vẽ thì chúng ta thấy ngay, đúng không? S1M sẽ lớn nhất khi đấy, điểm M nằm ở cái vân thứ nhất kể từ vân trung tâm. Và S1M này sẽ nhỏ nhất khi cái điểm M này nằm ở cái vân ngoài cùng kể từ vân trung tâm. Đấy, cái lưu ý này rất là quan trọng. Đây, chúng ta ghi nhớ cho thầy này. S1M này sẽ đạt giá trị lớn nhất khi M nằm trên vực vân cực đại. Nếu như M nằm trên cực đại hoặc cực tiểu, nếu như người ta hỏi cực tiểu thứ nhất kể từ vân trung tâm. Nhớ chưa? Đấy, lớn nhất khi nó nằm ở cực đại hoặc cực tiểu thứ nhất. Lưu ý thứ hai đó là S1M sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi M nằm ở vân cực đại hoặc cực tiểu ngoài cùng kể từ vân trung tâm. Đây, chúng ta có điểm M này, bây giờ thầy vẽ nó thành điểm N, nó sẽ đạt giá trị S1N này là nhỏ nhất khi nó nằm ở cái vân cực đại hoặc cực tiểu ở ngoài cùng kể từ vân trung tâm. Đấy, đó là hai cái lưu ý quan trọng để giúp chúng ta giải cái bài toán tìm cái khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất từ một điểm đến nguồn. Và bây giờ chúng ta xét cụ thể hơn, đó là ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha. Ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha. Thì đối với trường hợp hai nguồn cùng pha thì chúng ta biết rằng vân trung tâm chính là vân cực đại, đúng không? Và chúng ta có hình vẽ này là hình vẽ của trường hợp hai nguồn cùng pha. Thì lúc này chúng ta xét trường hợp hai nguồn cùng pha và đề bài yêu cầu hỏi chúng ta là M nằm trên vân cực đại. Điểm M nằm trên vân cực đại thì như cái hình vẽ này là điểm M này đang nằm trên vân cực đại. Thì lúc này chúng ta sẽ có S1M đạt giá trị lớn nhất khi M nằm trên vân cực đại thứ nhất kể từ vân trung tâm, ứng với lúc này ta có K sẽ bằng 1. Đúng chưa? S1M sẽ lớn nhất khi nó nằm ở vân cực đại thứ nhất, tức là lúc này chúng ta sẽ có K bằng 1. Đấy, các em lưu ý cho thầy như vậy. Và trường hợp thứ hai là S1M sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi mà K sẽ bằng K max, tức là nó nằm ở cái vân cực đại ngoài cùng. Thì lúc này K bằng K max. Đấy. Và bây giờ thế thì cái K max này tìm như thế nào? Ứng với trường hợp
là nhỏ nhất. Thì để tìm các mắc này thì chúng ta phải tìm được số vân cực đại trên cái đoạn S1, S2 hay số vân cực đại giữa S1, S2. Và chúng ta sẽ tìm xem cái K lớn nhất của nó bằng bao nhiêu. Đúng không? Mà cách tìm số vân cực đại giữa S1, S2 thì chúng ta đã học và ta có công thức tính rồi. Lúc này chúng ta sẽ có là trừ S1, S2 trên lambda nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ tìm được cái khoảng giá trị của K. Và có khoảng giá trị của K này thì ta tìm được K max. Đấy. Vậy thì đến đây chúng ta đã có giá trị K ứng với hai trường hợp là lớn nhất và nhỏ nhất. Nhưng đề bài đang yêu cầu chúng ta là tìm cái giá trị là S1M lớn nhất và S1M này nhỏ nhất cơ. Thế thì tìm như thế nào? Thì lúc này chúng ta lại phải dựa vào công thức. Công thức thứ nhất là chúng ta dựa vào điều kiện để tại một điểm có vân cực đại. Thì chúng ta có điều kiện để tại một điểm có vân cực đại ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha. Chúng ta lưu ý trường hợp ta đang xét đây là hai nguồn cùng pha. Đó là hiệu đường đi, đúng không? Bằng một số nguyên lần bước sóng. Cho nên ta dựa vào cái công thức thứ nhất này là hiệu đường đi đến điểm M. Bởi vì M nằm trên vân cực đại sẽ bằng một số nguyên lần bước sóng. Tức là MS2 trừ MS1 bằng K lambda. Ai đã dựa vào công thức thứ nhất này. Sau đó ta lại dựa vào công thức hình học. Ta thấy tam giác là MS1, S2 là tam giác vuông tại S1. Đúng không? Theo đề bài cho. Thì MS1 sẽ vuông góc S1, S2. Và trong tam giác vuông thì chúng ta có hệ thức Pythagore. Đó là chúng ta có MS2 bình, MS2 là cái cạnh huyền, trừ đi MS1 bình thì bằng S1, S2 bình. Đấy, ta có hệ thức thứ hai là MS2 bình trừ MS1 bình bằng S1, S2 tất cả bình. Và dựa vào hai cái hệ thức này, hệ phương trình này thì chúng ta sẽ tìm được giá trị của S1M. Và giá trị S1M này chính là giá trị max ứng với K này bằng 1 và min ứng với K này bằng K max mà chúng ta đang cần phải tìm. Đấy, ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha thì các bạn lưu ý cho thầy như vậy. À, cái lưu ý thứ nhất này, đó là đầu tiên đọc đề bài phải xem nếu như hai nguồn này cùng pha và M nằm trên vân cực đại thì S1M sẽ lớn nhất khi K là bằng 1. S1M này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi K bằng K max. Và ứng với trường hợp nhỏ nhất này thì chúng ta phải đi tìm giá trị K max. Mà để tìm giá trị K max thì ta sử dụng công thức. Đó là S1, S2 trên lambda nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Nhớ là đây là trừ nhé. Ta lúc này tìm được giá trị K max. Sau khi tìm được K rồi thì chúng ta sẽ tìm S1M bằng cách dựa vào hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là điều kiện để tại một điểm có vân cực đại là hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng. Phương trình thứ hai là hệ thức Pythagore trong tam giác vuông. Đó là trường hợp M nằm trên vân cực đại. Trường hợp thứ hai là trường hợp M nằm trên vân cực tiểu ứng với hai nguồn cùng pha. Thì đối với trường hợp M nằm trên vân cực tiểu này thì chúng ta sẽ có là S1M này này sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi K, khi cái điểm M nằm trên cái vân cực tiểu thứ nhất kể từ vân trung tâm và nằm trên vân cực tiểu thứ nhất kể từ vân trung tâm ứng với K bằng 0. Đấy, các em lưu ý cho thầy là S1M sẽ đạt giá trị lớn nhất khi K bằng 0. Và cái thứ hai là S1M sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi K vẫn bằng K max. Đấy, S1M đạt giá trị nhỏ nhất khi K bằng K max. Và vậy thì tìm K max như thế nào? Thì tìm K max cũng dựa vào cách tìm số vân cực tiểu giữa S1, S2. Cách tìm số vân cực tiểu giữa S1, S2. Thì cách tìm số vân cực tiểu giữa S1, S2 chúng ta đã học rồi. Lúc này chúng ta sẽ lấy là trừ S1, S2 trên lambda trừ 1 phần 2 nhỏ hơn K nhỏ hơn S1, S2 trên lambda trừ 1 phần 2. Nên ta phải dựa vào hệ thức này. Có hệ thức này thì chúng ta sẽ tìm được cái khoảng của K và từ đây suy ra K max. Đây suy ra K max. Sau khi có giá trị của K rồi thì cũng tương tự như trường hợp vân cực đại, chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái hệ thức. Hệ thức thứ nhất là điều kiện tại điểm M là vân cực tiểu và hệ thức thứ hai là
hệ thức Pythagore trong tam giác vuông. Thì lúc này khi sử dụng hệ thức điều kiện để tại điểm M là vân cực tiểu thì các bạn phải lưu ý là chúng ta có tại M là vân cực tiểu khi hiệu đường đi, cái hiệu đường đi này là MS2 trừ MS1 thì bằng một số bán nguyên lần bước sóng, tức là bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Đấy, các bạn lưu ý cái này nó khác hoàn toàn so với trường hợp cực đại nhé. Trường hợp cực đại là hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng. Còn trường hợp cực tiểu thì MS2 trừ MS1 lại bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Đấy, còn hệ thức trong tam giác vuông thì không thay đổi, vẫn là MS2 bình trừ MS1 bình bằng S1, S2 tất cả bình. Đấy, đó là cách tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất từ cực đại hoặc cực tiểu đến hai nguồn, ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha. Bây giờ chúng ta lại xét tiếp đến trường hợp mà hai nguồn lại ngược pha. Thì các em cứ nhớ cho thầy, lúc nào cũng lưu ý trong đầu cho thầy, đó là hai nguồn ngược pha thì cách tính ngược lại với trường hợp hai nguồn cùng pha. Đấy, tính cái gì cũng thế, cứ ngược pha thì ta tính ngược lại với cùng pha, đúng nhá. Lâu nay chúng ta tính thì ta vẫn cứ nhớ trong đầu mình là như vậy. Nên ngược lại này như thế nào? Ngược lại này thì cụ thể đó là khi M nằm trên cực đại thì S1M sẽ đạt giá trị lớn nhất ứng với K bằng 0. Đấy, nó giống như tính của cực khi M nằm trên cực tiểu của cùng pha, đúng không? Rồi S1M sẽ đạt giá trị nhỏ nhất thì ứng với K bằng K max. Cái này thì không thay đổi, đúng chưa? Và lúc này để tìm được K max thì trừ S1, S2 trên lambda trừ 1 phần 2 phải nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda trừ 1 phần 2. Vậy ngược có nghĩa là tính ứng với M nằm trên cực đại của ngược pha sẽ giống như tính ứng với M nằm trên cực tiểu của cùng pha. Các em cứ nhớ cho thầy như thế. Và lúc này chúng ta cũng sẽ tìm S1M dựa vào hai cái hệ thức. Hệ thức thứ nhất là MS2 trừ MS1 bằng K cộng 1 phần 2 lambda. Hệ thức thứ hai đó là MS2 bình trừ MS1 bình bằng S1, S2 bình. Đúng không? Đó là trường hợp M nằm trên vân cực đại thì tính giống trường hợp M nằm trên vân cực tiểu của cùng pha. Thế thì trường hợp M vẫn nằm trên vân cực tiểu thì thế nào? Thì chúng ta lại tính giống như trường hợp M nằm trên vân cực đại của cùng pha thôi, đúng không? Chúng ta cũng có S1M sẽ đạt giá trị lớn nhất khi K bằng 1. S1M sẽ đạt giá trị nhỏ nhất khi K bằng K max. Và việc tính K max thì ta phải dựa vào hệ thức là trừ S1, S2 trên lambda nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Và lúc này để đi tìm S1M thì chúng ta sẽ dựa vào là MS2 trừ MS1 bằng K lambda. Và hệ thức thứ hai là MS2 bình trừ MS1 bình bằng S1, S2 tất cả bình phương. Đấy. Vậy thì để giải các bài toán tìm khoảng cách lớn nhất nhỏ nhất này, các em cứ nhớ cho thầy đó là ứng với trường hợp như thế nào thôi nhỉ? Ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha thôi. Sau đó ứng với trường hợp hai nguồn ngược pha thì chúng ta sẽ đi tính ngược lại với trường hợp hai nguồn cùng pha. À, chúng ta rõ chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng cái kiến thức mà chúng ta vừa học xong ở đây để giải một số cái bài tập ví dụ. Thầy có bài tập số 1, câu 1. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm, dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 10Hz, vận tốc truyền sóng là 2m/s. Coi M là điểm nằm trên đường vuông góc với AB, tại đó A dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? Thì để đi giải bài này, đầu tiên này, chúng ta cần phải để ý xem là hai nguồn này có pha như thế nào, đúng không? Thì ta thấy đầu tiên chúng ta cần lưu ý là hai nguồn này cùng pha. Khi giải là phải đọc xem nó có pha như thế nào. Sau khi giải được, đọc được cùng pha rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm các cái đại lượng, đúng không? Các đại lượng. Đại lượng thứ nhất là chúng ta có F bằng 10Hz và V bằng 2m/s, thì lúc này chúng ta sẽ tìm bước sóng này, lambda. Lambda bằng VT bằng V trên F, đúng không? Và lúc này ta thay số vào, V của chúng ta là bằng 2 chia cho 10
bằng 0,2 đơn vị là mét trên giây hay bằng 20 cm trên giây. Đấy, đầu tiên các bạn phải đi tìm cho thầy ra bước xong. Sau đó thì ta thấy đề bài yêu cầu tìm cái đoạn AM lớn nhất, đúng không? Thì chúng ta sẽ có AM này sẽ lớn nhất max. Ứng với trường hợp hai nguồn cùng pha thì tương đương với chúng ta sẽ có K của chúng ta sẽ bằng 1, đúng không? AM max thì tương đương với K bằng 1. Bây giờ chúng ta để đi tìm AM max thì chúng ta phải dựa vào cái hệ thức. Lúc này ta sẽ có này, dựa vào cái hệ thức. Hệ thức thứ nhất là điều kiện để tại điểm M là cực đại. Thì điều kiện để tại điểm M là cực đại đó là chúng ta có MB trừ MA, đúng không? Hiệu đường đi này bằng một số nguyên lần bước sóng K lambda. Thứ hai là MB bình trừ MA bình thì bằng AB tất cả bình phương. Bây giờ ta thay số vào thì nó sẽ tương đương với MB của chúng ta trừ đi MA bằng K lambda. K của chúng ta bằng 1, lambda bằng 20 là bằng 20. Đúng chưa? Sau đó phương trình thứ hai là MB bình trừ MA bình thì bằng AB bình, mà AB là bằng 40, cho nên bằng 40 bình phương. Đấy. Tiếp tục lúc này chúng ta lại biến đổi tiếp thì chúng ta thấy rằng phương trình phía dưới là hằng đẳng thức đáng nhớ, đúng không? Thì ta viết tiếp này, MB trừ MA, đây là thầy giải một bài thật chi tiết cho chúng ta thấy, tí nữa thầy làm tắt thôi, bằng 20. Còn dưới đây thì hằng đẳng thức đáng nhớ ta nó bằng MB trừ MA lại nhân với MB cộng MA, à, bằng 40 tất cả bình. À, bây giờ chúng ta thấy lúc này MB trừ MA bằng 20, vậy chúng ta rút gọn cái MB trừ MA này đi thì chúng ta tương đương chúng ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là MB trừ MA của chúng ta bằng 20. Phương trình thứ hai là MB cộng MA thì bằng 80. Bởi vì chúng ta có MB bằng MA bằng 20, chúng ta thay xuống dưới đây thì đây là 40 bình mà chia cho 20 bằng 80. Lúc này để đi tìm là mục đích chúng ta đang tìm AM hay chính là MA, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ lấy cái phương trình phía dưới này, chúng ta trừ đi phương trình phía trên thì từ đây chúng ta sẽ tính ra được là MA của chúng ta sẽ bằng 80 trừ 20 chia 2 là bằng 30 cm. Đấy, và MA bằng 30 cm này chính là cái giá trị AM lớn nhất. Nó chính là giá trị AM lớn nhất. Vậy câu số 1 này chúng ta có đáp án chính là đáp án B. Đáp án B 30 cm. Đấy, chúng ta thấy rất đơn giản như vậy. Khi mà chúng ta biết cách giải rồi thì việc tính toán của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta phải nhớ cho thầy giáo rằng ứng với trường hợp này là hai nguồn cùng pha thì AM này sẽ đạt giá trị lớn nhất khi K bằng 1. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng hai cái hệ thức. Hệ thức thứ nhất là hiệu đường đi bằng số nguyên lần bước sóng, và hệ thức thứ hai là hệ thức Pythagore trong tam giác vuông. Chúng ta tiếp tục đến câu số 2. Câu số 2 của chúng ta như sau. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100 cm, dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số 10 Hz, vận tốc sóng là 3 m/s. Gọi M là điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là. Thì đối với câu số 2 này, đầu tiên chúng ta quan tâm xem pha của hai nguồn như thế nào. Thì hai nguồn này cũng là cùng pha nhau, đúng chưa? Đầu tiên là các bạn quan tâm cho thầy xem pha như thế nào, thấy cùng pha. Sau đó thì chúng ta cũng đi tìm bước sóng lambda. Lambda thì bằng V nhân T bằng V chia F, là thay vào 3 chia 10 bằng 0,3 đơn vị là mét trên giây hay là bằng 30 cm trên giây. Đấy, đầu tiên các bạn tìm cho thầy giá lambda. Sau đó chúng ta sẽ đi xem đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm cái gì.
À, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm là AM có giá trị nhỏ nhất. Thì chúng ta sẽ có AM này nhỏ nhất tức là min, đúng không? Khi K này sẽ bằng K bằng K max. Đấy, khi K bằng K max. Vậy để đi tìm K max, lúc này ta có này, trừ S1, S2 trên lambda nhỏ hơn K, nhỏ hơn S1, S2 trên lambda. Và bây giờ ta thay số vào thì nó sẽ tương đương với trừ S1, S2 là trừ 100 chia cho 30 nhỏ hơn K, nhỏ hơn 100 trên 30. Hay tương đương ta sẽ có cái khoảng của K là nhỏ hơn 3,3 và lớn hơn trừ 3,3. Đúng không? Vậy thì dẫn đến chúng ta sẽ suy ra được K max của chúng ta sẽ bằng bằng 3. Đấy. Đầu tiên để giải các bài toán tìm đoạn AM nhỏ nhất thì các bạn phải tìm K max cho thầy giáo. Sau khi có K max bằng 3 rồi thì lúc này chúng ta sẽ đi tìm cái AM min, đúng không? Thì để tìm được AM min thì chúng ta lại dựa vào hệ thức. Hệ thức thứ nhất đó là chúng ta có hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng, đúng không? Tức là chúng ta sẽ có MB trừ MA bằng số nguyên lần bước sóng là bằng 3 nhân với lambda. Và lambda ta vừa tính là 30, 3 nhân với 30. Tiếp tục là sử dụng hệ thức trong tam giác vuông là MB bình trừ MA bình, đúng không? Thì bằng S1, S2 bình là bằng 100 bình phương. Và đến đây thì chúng ta cũng sẽ tương đương, ta sẽ có là MB trừ MA sẽ bằng 3 nhân 30 là 90. Tiếp tục là MB thì cộng MA thì bằng là 100 bình phương, đúng không? Mà chia cho 3 nhân với 30 và chúng ta có nó chính là bằng là 1000/9. 1000/9. Và đến đây thì bấm máy tính hoặc chúng ta lấy phương trình thứ hai, ta trừ đi phương trình thứ nhất thì chúng ta sẽ suy ra được là MA sẽ bằng là 10,56 cm. Và cái này nó chính là cái giá trị mà chúng ta cần tìm. Nó là giá trị của AM min, chính là bằng AM min. Đấy, 10,56. Đáp án của câu số 2 này chúng ta có đáp án chính là đáp án B. Đấy, các bạn thấy việc giải nó khá là đơn giản, đúng không? Khi mà chúng ta đã có phương pháp giải. Ta tiếp tục đến câu số 3. Trên một thoáng chất lỏng, người ta bố trí hai nguồn kết hợp AB ngược pha. Này, đến câu này các bạn cần lưu ý cho thầy giáo là ngược pha này. Ngược pha nhé. Cách nhau 15 cm. Trên đoạn nối A và B, hai điểm dao động mạnh nhất kế tiếp nhau cách nhau 0,8 cm. Gọi M là điểm cực đại nằm trên đường thẳng đi qua A, vuông góc với AB và nằm trong mặt thoáng của chất lỏng. Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M. Đấy, đầu tiên là chúng ta lưu ý là bài này ngược pha cho nên ta phải giải theo cách ngược pha. Bây giờ ta sẽ giải này. Thứ nhất, vẫn phải đi tìm lambda. Có bước sóng lambda là dựa vào này hai điểm dao động mạnh nhất liên tiếp cách nhau 0,8 cm thì lambda sẽ bằng 2 lần nhân 0,8. Thì chúng ta cứ ghi nhớ cho thầy giáo là khoảng cách giữa hai vân cực đại liên tiếp là bằng một nửa lần bước sóng. Cho nên lambda trên 2 sẽ bằng 0,8 và lambda sẽ bằng 2 nhân 0,8 là bằng 1,6 cm. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ tìm được lambda là bằng 1,6 cm. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng bài này là hai nguồn này có pha như thế nào? Ngược pha, đúng không? Hai nguồn ngược pha và yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất từ A đến M. Thì chúng ta thấy hai nguồn ngược pha này, cái này rất là quan trọng này, đúng không? Bây giờ bắt tìm là AM đạt giá trị nhỏ nhất là AM gì? AM min, đúng không? AM min thì tương đương với K của chúng ta là bằng
k max. Đấy, k bằng k max. Và lúc này chúng ta phải tìm k max ứng với trường hợp hai nguồn là ngược pha, thì chúng ta sẽ có trừ S1 S2 chia lambda phải trừ đi 1 phần 2 nhỏ hơn k và nhỏ hơn S1 S2 trên lambda trừ 1 phần 2. Đấy, chúng ta khi tìm k max ứng với ngược pha chúng ta lưu ý là phải trừ một phía đi đi 1 phần 2. Và lúc này tương đương chúng ta sẽ có này là trừ S1 S2 đề bài cho là 15 chia lambda là chia cho 1,6 trừ 15 chia 1,6 rồi trừ 1 phần 2 nhỏ hơn k nhỏ hơn 15 chia 1,6 mà trừ 1 phần 2. Thì lúc này bấm máy tính thì chúng ta thu được k của chúng ta sẽ nhỏ hơn 8,9 và lớn hơn trừ 9,9. Đấy. Nhỏ hơn 8,9 và lớn hơn trừ 9,9. Thì đến đây chúng ta sẽ suy ra được giá trị k max của chúng ta là bằng bao nhiêu? Là bằng 8, đúng không? Lớn hơn trừ 9,9 và nhỏ hơn 8,9 thì k max của chúng ta bằng 8. Sau khi có k max bằng 8 rồi thì chúng ta sẽ đi tìm cái giá trị của am min, thì ta lại dựa vào cái hệ thức, đúng không? Hệ thức thứ nhất là hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng, thì sẽ là mb trừ ma bằng 8 lambda là bằng 8 này nhân với 1,6. Hệ thức thứ hai là hệ thức lượng trong tam giác vuông, là hệ thức Pythagore, đúng không? Thì chúng ta có mb bình này trừ đi ma bình bằng S1, S2 tất cả bình, mà S1, S2 là bằng 15, cho nên bằng 15 bình. Đây chúng ta sẽ rút ra được hệ phương trình, đó là chúng ta sẽ có là mb trừ ma, mb trừ ma thì ở đây sẽ bằng là 13,6, 13,6. Còn chúng ta sẽ có mb mà cộng ma thì mới bằng là 16,54. Và giải cái hệ phương trình này thì chúng ta sẽ rút ra được đó là giá trị của ma thì bằng là 1,47 cm. Và có ma bằng 1,47 cm thì đã phải đổi ra mili, bởi vì đáp án ở đây cho chúng ta đều bằng mili cả, thì nó bằng 14,7 mili, 14,7 đơn vị là mili, đúng không? Và cái giá trị ma này chính là giá trị ma nhỏ nhất mà chúng ta cần phải đi tìm, cho nên đáp án của câu số 3 này chính là đáp án A, 14,72 mili. Chúng ta lại tiếp tục đến câu số 4. Câu số 4 biết A và B là hai nguồn sóng giống nhau, cách nhau 4 cm, C là điểm nằm trên mặt nước sao cho AC vuông góc với AB. Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên cực đại giao thoa là 4,2 cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng này, hai nguồn này giống nhau. Đầu tiên là hai nguồn giống nhau. Giống nhau tức là nó dao động cùng pha nhau. Và đề bài cho chúng ta là cái khoảng cách AC này là lớn nhất, đúng không? Lớn nhất này, AC lớn nhất. Và AC này nằm trên cực đại giao thoa, nằm trên cực đại giao thoa, và yêu cầu chúng ta đi tìm bước sóng. Thế thì chúng ta phải nhớ là AC nằm trên cực đại giao thoa mà đạt giá trị lớn nhất thì khi K của chúng ta sẽ bằng 1, đúng không? Khi K bằng 1. Sau đó ta lại dựa vào hai cái hệ thức để ta đi tìm. Hệ thức thứ nhất là hiệu đường đi thì bằng một số nguyên lần bước sóng, cho nên chúng ta lại có tiếp tục là CA, C này là xin lỗi là CB trừ đi CA thì bằng K lambda, là bằng lambda. Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta lại có là CB bình trừ CA bình thì bằng AB bình. Đúng không? Bây giờ ta thay vào tương đương này, đó là CB trừ CA thì bằng lambda.
Nên ta có CB bình này trừ đi 4,2 bình phương thì sẽ bằng AB là 4 bình phương. Đúng không? Thế này chúng ta tương đương, chúng ta giải tiếp thì chúng ta sẽ có cái ta đang cần tìm là lambda, thì lambda vẫn bằng là CB trừ CA. Mà CB của chúng ta lúc này thì ta thay vào thì chúng ta sẽ có, nó sẽ bằng là căn của 4 bình cộng 4,2 bình, đúng chưa? 4 bình cộng 4,2 bình phương, và cái này chúng ta có tính nó bằng 5,8. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra lambda sẽ bằng CB là 5,8 trừ đi CA là 4,2. Và kết quả là bằng 1,6 cm. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với bài số 4 này là một bài toán tính ngược, nó khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần dựa vào cái hệ thức trong tam giác vuông mà người ta cho chúng ta là CA là bằng 4,2 rồi, cho AB bằng 4 cm rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính được CB. Và sau khi có CB thì chúng ta thay vào cái hệ thức điều kiện để tại một điểm làm vân cực đại thì chúng ta sẽ tìm được lambda bằng 1,6 cm. Và đối với câu số 4 này, đáp án của chúng ta là đáp án C. Và video hướng dẫn các em giải các bài tập tìm khoảng cách lớn nhất, nhỏ nhất từ cực đại hoặc cực tiểu giao thoa đến hai nguồn đến đây là kết thúc. Trong quá trình các em học, còn điểm nào các em còn chưa hiểu thì hãy bình luận phía dưới để các thầy giải đáp cho các em. Em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ các thầy. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.